Dạ hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng di động Thành Phú nha. Sáng ngày hôm nay thì em sẽ lên nhanh cho mọi người đó là ba dòng sản phẩm bên em vừa mới cập bến tại cửa hàng bên em. Thì em sẽ về và em sẽ báo giá luôn. Ngày hôm nay thì sẽ có một cái mặt hàng gọi là mức giá cực kỳ rẻ và cấu hình nó cũng gọi là cái mức tầm trung. Nói chung là cái hàng mới giá rẻ đấy. Ở đây em sẽ giới thiệu luôn nha. Đầu tiên em xin nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em. Đó là bên em là cửa hàng Thành Phú, chuyên điện thoại giá rẻ và linh phụ kiện nha. Facebook cũng như trên nền tảng YouTube bên em thì lấy tên là Di động Thành Phú. Quý khách hàng có thể xem lại những cái video bên em bằng cách gõ vào Facebook cũng như YouTube của mình, tìm kiếm giúp em là chữ Di động Thành Phú để xem được những cái video cũng như là những cái chương trình review bên cửa hàng bên em nha. Số điện thoại liên hệ mua hàng bên em đó là 0971 172 105. Đặc biệt thì bên em chỉ sử dụng duy nhất là một số điện thoại này thôi nha. Quý khách hàng mua hàng thì cứ gọi trực tiếp qua số điện thoại giúp em hay từ 7 giờ 30 sáng cho đến 8 giờ 30 tối nha. Ở đây thì bên em có gửi hàng toàn quốc với 40.000 tiền phí vận chuyển. Đặc biệt nếu như quý khách hàng chuyển khoản trước thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển hoàn toàn nha. Và ở đây thì để tránh những cái trường hợp bom hàng cũng như là một số cửa hàng cạnh tranh không lành mạnh rồi đặt hàng cho những địa chỉ ảo thì bên em sẽ nhận cọc trước đó là 50.000 hoặc 100.000 tùy vào giá trị của đơn hàng nha. Giờ rồi cũng không làm mất thời gian của mọi người, mình sẽ vào luôn một số dòng sản phẩm của ngày hôm nay. Đầu tiên thì mình sẽ đến với một cái dòng máy giá rẻ trước. Ở đây thì bên em cũng vừa xuất bên kho HTC được một lô máy E3 nha mọi người nha. Đây là HTC E3 Lite. Đặc biệt đây là cái hàng mới hoàn toàn luôn, hàng mới hoàn toàn 100%, nhưng mà bản này á là cái bản giá rẻ nha mọi người nha. Hàng này là hàng giá rẻ. Theo em đánh giá thì con này là cực kỳ giá rẻ luôn cho một cái khung phân khúc tầm giá như thế này và những cái tác vụ mà nó làm được. Đầu tiên thì mình nói luôn về một số cái thông số con này, thì con này thì nó sẽ là RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Ở đây mặc định nó sẽ được là cái phiên bản mới thì nó sẽ là Android 12 luôn. Dòng này thì nó sản xuất vào nó được xuất kho vào tháng 4 vừa rồi. Tức là đến thời điểm hiện tại bây giờ là tháng 12 thì nó tháng 4 vừa rồi là khoảng tầm 8 tháng trước, tức là nó được sản xuất vào 8 tháng trước. Tính ra là năm 2023 luôn, hàng này khá là mới nha mọi người nha. Mới vừa sản xuất trong năm luôn. Đấy. Cái hỗ trợ thẻ nhớ cho mình lên đó là 256GB, màn hình của nó sẽ là 6.5 inch. Đấy, camera sẽ được 13 megapixel này, sử dụng hai sim. Cái đặc biệt nữa là nó sẽ được là pin 5.000, mà mức giá con này thì cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 1.850.000 thôi, 1.850.000 nha mọi người nha. Đấy. Dòng này thì em thấy trong một số trung tâm siêu thị có chỗ thì đang bán là 1.790, có chỗ thì đang bán là 2.390, cũng tùy. 1.790 nó là hàng like new hoặc là những cái hàng mà bóc siêu kích hoạt. Còn bên em là hàng mới hoàn toàn nha. Giống như ở đây thì có một cây là em đã bóc siêu kích hoạt đây, tại vì hàng này thì chắc là bóc ra kích hoạt để giới thiệu cho mọi người cho nó nhanh thôi. Đấy. Bên trong thì sẽ gồm có một máy và ốp lưng. Ở đây thì mình tất cả nó đều là bản màu ray nha mọi người nha. Đây, màu ray. Đấy, màu ray nè. Nó sẽ hỗ trợ cho mình đó là một bộ sạc cáp nha. Đấy, một bộ sạc cáp. Nói chung phụ kiện điện thoại mà những cái dòng máy này thì lúc nào nó cũng có sẽ có kèm sạc cáp cả, nó không như một số dòng mà chỉ có dây cáp sạc thôi. Một số dòng thương hiệu kiểu như là những cái thương hiệu như là Apple hoặc Samsung ấy, thì hiện tại bây giờ người ta chỉ cho cộng dây cáp thôi. Đấy. Đây là một con HTC E3 Lite nha mọi người nha. Lâu lắm rồi thì bên em mới có được cái hàng HTC và đặc biệt là có hàng mới luôn. Đấy. Hàng HTC thì nó về cái độ trâu bò, nói chung là cái độ bền bỉ của nó theo thời gian thì gọi là khá là đỉnh luôn ấy. Đợt trước mà có cái HTC One mà cái thời gian mà cách đây khoảng tầm 10 năm trước mà nó ra hàng mặt mắt á mọi người, cái hàng HTC One á, trời ơi, xài có người xài tới mười mấy năm sau còn vẫn chưa hư luôn cái hàng HTC này. Đấy. Còn đây là một con HTC E3 Lite nha mọi người nha. Hàng này thì bên em nó chỉ có 1.850.000 thôi, đặc biệt đây là hàng mới hoàn toàn. Thứ nhất là thiết kế bo tròn khá là đẹp, pin cực khủng luôn, pin 5.000, máy mới hoàn toàn thì mình không có lo về cái vấn đề như là hư hao hay là đã qua sử dụng rồi lỗi này lỗi kia rồi không có ha. Đấy. Máy mới hoàn toàn. Màn hình con này nó sẽ được là 6.5 inch nha mọi người nha. Độ phân giải của nó sẽ được là HD cộng. Đấy. Đặc biệt á, là trong một cái phân khúc tầm giá rẻ dưới 2 triệu nhưng mà con này nó đang chạy lên phiên bản Android sẽ là Android 12 luôn nha. Đấy. Chip con này thì sẽ là chip Unisoc nha mọi người nha. Đặc biệt ở đây thì nó sẽ có cảm biến vân tay bên cạnh nút nguồn và nhận diện khuôn mặt cực kỳ nhạy nha. Nhận diện khuôn mặt cực kỳ nhạy, giống như con này thì bên em đang sử dụng bằng khi mà kích hoạt lên em đã đăng ký cái khuôn mặt của em vào. Đấy, thì nhận diện khuôn mặt cực kỳ nhạy. Và khi mà bán ra thì bên em chắc chắn sẽ xóa tất cả các thông tin. Đấy, bên em sẽ xóa tất cả các thông tin luôn. Ví dụ như là mật khẩu màn hình hay này kia nọ sẽ xóa hết nha. Con này sử dụng được mạng 2G, 3G và 4G. Đấy.
mình sẽ test luôn camera của nó. Camera ở camera trước thì em thấy nó cũng khá là tầm trung thôi, nó cũng không là gọi là quá sắc nét, nó không bắt nét nhanh, nhưng mà ở cái mức tầm giá này thì mình không quá yêu cầu cao. Nhưng mà bù lại là khi mình quay video cam trước thì nó rất là rõ nha mọi người nha, bắt nét cũng khá là ok. Mình sẽ quay camera video ở camera sau. Video ở camera sau thì theo em đánh giá thì cái dòng này nó gọi là cái tầm tầm trung bình thôi, chứ thực chất mà kêu là gọi là tầm khá thì cũng không gọi là khá đâu, tầm trung bình thôi. Camera 13 megapixel trên cái nền tảng của cái HTC thì thực chất nó không cao, nó nằm ở mức tầm trung. Nhưng mà bù lại một cái thì con này thì em đánh giá là pin khá là ổn. Android 12 RAM 4 bộ nhớ 64 sử dụng 2 SIM mà mức giá chỉ có 1.850.000, nói chung là chưa đến 2 triệu. Sở hữu một con máy mới như thế này thì cũng đáng để cân nhắc nha mọi người nha. Đấy. Đây, hai SIM, hai sóng, tất cả đều là bản màu ray nha. Lưu ý giúp em là đây là hàng mới hoàn toàn. Khi quý khách hàng mua hàng á, thì có thể là yêu cầu bên em kích hoạt hoặc là bên em gửi về cho quý khách hàng tự kích hoạt nha. Đấy. Hàng giá rẻ thì thực chất là nó cũng không có chăm chút chi tiết từng cái khoản từ như siêu bọng hay này kia nọ, nhưng mà thực chất đây là hàng mới. Theo em đánh giá thì với cái tầm giá này thì cái hàng như thế này thì rất là hợp lý nha. Dòng này thì ví dụ như những cái tác vụ như là những cái game trung bình nhẹ thì có thể chơi được hết nha. Những cái tác vụ như là lướt Facebook, YouTube, TikTok, ví dụ như TikTok này kia nọ thì lướt thoải mái luôn. Đấy. Ví dụ như là mình lướt với tất cả các tính năng như là Zalo này, Facebook này, YouTube này này kia nọ thì đó. Đây. Đấy. Lướt TikTok cũng rất là mượt nha mọi người nha, cực kỳ mượt luôn. Đó. Rất là mượt luôn. Nói chung là chỉ với mức giá này thì em thấy con này cũng khá là hợp lý, tại vì mức giá chưa đến 2 triệu đồng, sở hữu một con máy mới, pin 5000, Android 12, 2 SIM, màn hình 6.5 inch, là con này gọi là vô địch trong tầm giá nha mọi người nha, vô địch trong tầm giá luôn. HTC E3 nha mọi người nha. Tiếp đến thì mình sẽ đến với cái dòng K9X. Ở đây thì ngày hôm nay em đã về được bản Oppo K9X mã quốc tế nha mọi người nha. Mã quốc tế này thì nó sẽ sở hữu cấu hình khá là cao. Đấy. Chúng ta sẽ lấy cáp ra này. Đây, bên trong nó sẽ gồm có là một cái que lấy sim cũng như là một cái ốp lưng sạc cáp, thì bên em đã tặng kèm theo hộp rồi nha mọi người nha. Sạc thứ nhất dòng này nó về nó không có kèm sạc cáp đâu, sạc cáp thì em tặng rời thôi. Đấy, một bộ sạc cáp nha. Cái mã quốc tế thì như đợt vừa rồi thì em hay có cái mã Nhật thôi, nhưng mà cái mã này là mã quốc tế nha mọi người nha. Mã quốc tế cũng như là mã Nhật thì nó chỉ khác nhau ở cái cây RAM và cái tính chất độ nhạy của cái màn hình thôi. Đấy. Đây em sẽ có hai mã màu nha. Đấy, K9X. Nó sẽ có mã màu tím và mã màu đen nha mọi người nha. Đây là hai mã màu của máy ha. Bản này thì bên em sẽ là RAM 12GB nha mọi người nha, RAM 12GB luôn. Đấy. Oppo K9X này em sẽ mở lên một máy nha. Cái bản quốc tế mà so với lại cái bản Nhật ấy, thì nó sẽ khác nhau là bản quốc tế này cái độ nhạy màn hình nó sẽ được là 60Hz. Còn cái bản Nhật thì độ nhạy của nó sẽ lên đến là 90Hz. Nhưng mà cái bản quốc tế này á là cái cây RAM và bộ nhớ của nó sẽ cao hơn cái bản Nhật. Đấy. Cây RAM và bộ nhớ nó sẽ cao hơn. Nó chỉ thua ở cái độ nhạy của màn hình thôi, nhưng mà thực chất 60Hz thì vẫn có thể là thoải mái full tác vụ rồi. Với lại cây RAM cũng như là bộ nhớ của những dòng này thì thực chất mình sử dụng gọi là full luôn. Đấy, tác vụ gọi là full luôn nha mọi người nha. Dòng này thì cấu hình nó cũng khá là cao nha mọi người nha, cấu hình cũng khá là cao. Đấy, mình mở nguồn lên là bấm được ngay luôn. Mình sẽ giảm bớt cái độ sáng cho nó đỡ bị chói nha. Đây, thì nó sẽ là K9X 5G nè, chip Dimensity 700 nè. RAM 12 nó vẫn hỗ trợ cho mình cái RAM ảo khoảng tầm 5GB RAM ảo nha mọi người nha, 5GB RAM ảo. Android của nó sẽ là Android 12 và bộ nhớ sẽ là 256GB. Đấy. RAM 12GB, bộ nhớ 256GB nha mọi người nha. Mã này thì mình đã chạy gọi là full tiếng Việt rồi cho nên mình không có lo bất kỳ một vấn đề gì hết nha. Cảm biến vân tay, nhận diện khuôn mặt đầy đủ nha. Camera này kia nọ thì sắc nét hết. Đấy. Camera sau nè, cam trước nè. Mã này hiện tại bên em đang thanh lý là chỉ có mức giá là 2.900.000 thôi nha mọi người nha. Tức là đợt vừa rồi nó sẽ là 3.3 triệu, đợt này thì nó đã giảm đi được là 400.000, tại vì cái mã này đợt này em về rất là nhiều nha mọi người nha. Mã này đợt này em về rất là nhiều. Nói chung là những cửa hàng mà đã dặn bên em mà để bỏ nhập sỉ thì tất cả những cái mã này bên em đã có hết rồi. Tất cả những cái mặt hàng này đã có hết rồi. Ngày hôm nay thì khi lên video xong thì quý khách hàng nếu mà thấy thì có liên hệ là trực tiếp giùm em. Nếu mà thiếu những cái mã sỉ nào thì cứ liên hệ lại giùm em nha. Dòng này thì pin của nó cũng khá là ổn nha mọi người nha. Pin của cái con này nó sẽ được là 5000 luôn. Camera sau của nó sẽ lên nó là 64 megapixel, nó sẽ có được một blast ở đây nè. Cảm biến vân tay ở đây, nhận diện khuôn mặt này kia nọ đầy đủ. Nói chung những con này thì em sẽ bao cho mọi người là full chức năng và full tác vụ luôn, chơi game chơi đồ ok hết nha.
Đấy, chip Dimensity 700 ra 9X phiên bản quốc tế nha, sử dụng hai sim. Nói chung là máy này thì em sẽ bao cho mọi người là hàng gần như mới luôn nha, hàng gần như mới luôn. Lô này thì em thấy là giá cực kỳ rẻ, chỉ có 2 triệu 9 thôi. Đấy, tức là nó sẽ giảm hơn đợt trước lên đến là 400 ngàn rồi. Đấy, K9X phiên bản 5G nha mọi người nha. Dòng này thì thực chất theo em đánh giá cao á, thì ở đây em sẽ đánh giá cao về, thứ nhất là về cây RAM và bộ nhớ là khá là khủng cho mức tầm giá mà bên em đang thanh lý ra là chưa đến 3 triệu đồng, 2 triệu 900 ngàn đấy. Bù lại thêm một thứ nữa là pin của nó sẽ được là 5 ngàn đấy. Cái điểm trừ duy nhất của những con này á, những cái con bản quốc tế này thì cái độ nhạy màn hình nó thua cái bản Nhật chỉ có 30Hz thôi. Nhưng mà thực chất cái đó thì những ai mà hay chơi game á, thì mới biết được, chứ còn nếu như, bên em không chơi game thì cũng không biết được đâu. Tại vì cái độ nhạy thì mình bấm nhắn tin, lướt Facebook này kia nọ thì thoải mái rồi. Dòng này loa cũng khá là to nha mọi người nha, loa mà mình sử dụng YouTube hay mọi người thấy là khi mà em bắt mạng wifi thì mình bấm là vào luôn á. Đấy, loa khá là to nha, hỗ trợ sạc nhanh, sạc tai si, một jack tai nghe ở đây. Đấy, loa khá là to đúng không ạ, thấy là dòng này loa cực kỳ to luôn nha. Đấy, camera đẹp nữa mà mức giá chỉ có 2 triệu 9 thôi nha. Tiếp đến thì cũng là một dòng máy tính bảng giá rẻ, thì như mọi người thấy ở đây thì ngày hôm nay cái hàng E2 bên em đã về gọi là full rồi nha mọi người nha. Đây là iPad E2. E2 bên em thì tất cả nó đều bản Wi-Fi 4G nha, đợt này nó không có về được bản Wi-Fi, tức là chỉ có về được bản Wi-Fi 4G thôi. Mình không sử dụng 4G thì mình sử dụng Wi-Fi, ví dụ như vậy. Đấy, ví dụ như mình đang sử dụng ở nhà thì mình sử dụng Wi-Fi đi, mình ra những cái chỗ đi chỗ nào đấy mà không có Wi-Fi thì mình có thể bỏ sim 4G vào mình sử dụng nha. Dòng E2 này bên em thì rất là tiện lợi luôn. Đấy, dòng E2 thì màn hình cũng khá là to, 9.7 inch, iOS của nó sẽ lên được iOS 15, cho nên thực chất bây giờ trên cái nền tảng iOS 12 á, nó vẫn sử dụng được full tác chức năng, full tác vụ. Còn cái con này nó lên tới iOS 15 thì đảm bảo cho mọi người thì sẽ rơi vào khoảng tầm 4 đến 5 năm nữa nó vẫn sử dụng được những cái chức năng bình thường. Đấy, vẫn nhạy bình thường, trừ khi mà mình làm bể vỡ hoặc là mình thay sửa nó thôi thì thành ra là nó mới bắt đầu nó yếu đi thôi, chứ thực chất nếu như để nguyên bản như thế này thì em bao cho mọi người sử dụng khoảng 3-4 năm bình thường, trừ khi mà pin lỗi thì mình thay pin thôi. Đấy, bản máy em sẽ là bản quốc tế, bản Nhật 16GB nha mọi người nha, tất cả đều là 16GB hết, không dính bất kỳ một cái tài khoản nào hết. Ví dụ như là mình mua máy, mình mua trên mạng mà mình sợ những cái máy ẩn iCloud hay là những cái máy mà dính tài khoản mà người ta chạy ra rồi mình sợ là người mua thua người bán ấy, cái kiểu là như vậy ấy. Mình sợ như vậy thì về em hướng dẫn cho mọi người luôn. Ở đây không phải riêng mà mua bên em, mua mọi người mua bên nào cũng được. Riêng mua iPhone, iPad cứ đem về reset tại chỗ giúp em, bấm vào cài đặt, vào cài đặt chung. Mình chọn là chuyển hoặc đại lại iPhone, iPad nha, khôi phục cài đặt gốc giúp em luôn. Nếu như những cái máy mà nó dính tài khoản hoặc là nó bị quản lý từ xa, mọi người cứ khôi phục cài đặt gốc là sẽ phát hiện ra ngay. Đấy, đấy. Mình bởi vậy mình không có cần lo. Khi mình mua mà mình muốn sợ, đúng không? Mình mua iPhone, iPad trên mạng thì thực chất iPhone, iPad nó là cái dòng mà giá tiền nó khá là cao. Mình bỏ ra tiền triệu để mình mua mà mình không có biết hướng dẫn ở cách test như thế nào, mình không biết cách test, mình không biết nó dính tài khoản hay không. Thay vì mình coi trên mạng test cảm ứng thế này, cũng chưa chắc đâu. Cứ đem về khôi phục cài đặt gốc giúp em. Dính bất kỳ tài khoản gì là lộ ra hết. Đấy, mình phải test cái đó trước, sau đó rồi mình hãy test đến cảm ứng. Đấy, cảm ứng và chức năng. Đó, cái đó là hướng dẫn của em thôi. Còn có nhiều khách hàng thì người ta sẽ có nhiều cái cách test máy khác nhau. Có thể là có những khách hàng có những cái kiểu test máy gọi là nó nhanh hơn bên em, hoặc là nó có thể là xác suất nó chính xác hơn bên em nữa. Đấy, ở đây thì máy bên em thì em sẽ cam kết cho mọi người là ba điều, đó là thứ nhất là không dính bất kỳ một cái tài khoản nào hết, thứ hai em sẽ bao là nguyên zin, và thứ ba nữa là cái lô này em sẽ bao cho mọi người là pin trên 85%. Pin này là pin zin cho máy, bao trên 85%, tức là ba cái cam kết từ cửa hàng bên em. Đấy, máy thì tất tần tật tất cả chức năng ok hết nha mọi người nha, kể cả là vân tay luôn nha. Đấy, vân tay vân đồ là full hết, bản 16GB. Những dòng này ví dụ như mọi người mua về để thực hiện Zalo, Facebook, mình đây camera của thực hiện video call của Zalo, Facebook khá là rõ, rất là rõ nha mọi người nha. Hoặc là học Zoom, học nhóm trên những cái chương trình cấp 2, cấp 3 học nhóm vẫn ok luôn. Còn ví dụ như mình mua về chỉ để giải trí như là Zalo, Facebook, YouTube, TikTok thôi, đây em cài sẵn rồi, cứ đem về sử dụng thôi. Zalo, Facebook, YouTube, TikTok. Đấy, đây, đấy, TikTok cực kỳ mượt luôn nha mọi người nha. Hoặc là mình mua về cho con em của mình học tập tiếng Anh á, ví dụ như là con của mình đang học vào những cái chương trình cấp mẫu giáo nè, cấp 1 nè, mẫu giáo cấp 1 hoặc cấp 2,
thì những cái chương trình tiếng Anh thì bên em sẽ cài sẵn, ví dụ như là mình mua về cho bé học tiếng Anh đi, hoặc tập đọc, tập viết tiếng Anh đi, thì cứ yêu cầu bên em sẽ cài sẵn. Giống như ở đây là một cái chương trình của cấp 1 nè, đấy, một cái chương trình cơ bản của cấp 1 về tiếng Anh. Ví dụ đọc số. Đấy, khi mình chọn vào đây thì cái nó sẽ tự động đọc lên nha mọi người nha. Đấy. Hoặc là những cái chương trình khác nữa, ví dụ như những cái chương trình như là nhận diện đồ vật này này kia nọ, hoặc là những cái chương trình như là tập đọc, tập viết tiếng Anh nè, học chữ cái tiếng Việt nè, nói chung là rất là nhiều những cái chương trình dành riêng cho cấp trường mẫu cấp 1 này, và mẫu giáo. Còn những cái chương trình cấp 2 á, thì ở đây thì mình đã học qua những cái quyển sách rồi, tức là nó sẽ qua chương trình sách rồi thì em vẫn sẽ nhận tải. Còn chương trình cấp 3, chương trình giải bài tập cấp 3 thì mình mua về cho con em mình học cấp 3, thì bắt đầu cấp 3 là đã là học nhóm rồi, thì bên em sẽ tải những cái chương trình Zoom đấy. Còn ví dụ như mình mua về hát karaoke thì đơn giản quá rồi, YouTube với lại Google là ok rồi, YouTube với Google hát karaoke thoải mái luôn đấy. Còn mình sử dụng Facebook, Zalo, nói chung là tùy vào cái mục đích sử dụng thì quý khách hàng cứ có thể yêu cầu bên em, để bên em cài sẵn nha. Máy này thì bên em đang bán ra với mức giá sẽ là 2.700.000, và đặc biệt thì nó sẽ là hàng zin dẹp keng, và ở đây là em sẽ bao cho mọi người là nguyên zin, và ba cái bao của em đó là bao pin trên 85, bao máy nguyên zin và không dính bất kỳ tài khoản nào nha. Với mức giá 2.700.000 mọi người sẽ được tặng kèm đó là một que lấy sim nè, một bộ sạc cáp nè, kèm theo đó là một chiếc bao da. Bao da thì bên em sẽ bảo vệ cả mặt trước và mặt sau, và bao da của em nó sẽ là bao da nắp gập, mình có thể dựng đứng, dựng nằm hay là để bất kỳ ở cái vị trí nào để có thể tiện cho mình xem nha mọi người nha. Đấy. Dòng này thì về YouTube chủ đồ cũng rất là mạnh nha. Đấy, YouTube chủ đồ thì khá là mạnh á. Nói chung là bấm là vào thôi mọi người. Đấy. Còn tùy vào cái, nói chung là cũng còn tùy vào cái wifi nhà mình nữa, chứ không phải là yêu cầu là cái máy tính bảng không, mình cũng phải tùy vào wifi nhà mình nữa. Nếu như wifi nhà mình yếu thì cái máy tính bảng nó sẽ chậm, còn nếu như wifi nhà mình mạnh thì cái máy tính bảng sẽ nhanh. Đấy, cũng phải tùy vào wifi, chứ bây giờ wifi của mình mà khoảng tầm 20-30 máy bắt mà đem về bắt yêu cầu con này bấm cái nó vào thì chắc chắn sẽ không được. Nó có thể như mạnh hơn những con máy khác nhưng mà không thể nào bấm cái nó vào được, đó là tùy vào wifi. Đấy. Còn wifi nhà em thì thực chất là wifi nhà em thì ở đây sử dụng rất là nhiều máy, nhưng mà wifi bên em là wifi cửa hàng, thành ra là cái tốc độ mạng nó rất là mạnh, tại vì bên em sẽ trả những cái gói cước nó gọi là cao nhất rồi. Đấy. Còn wifi gia đình thì nó có thể thấp hơn một tí, nhưng mà nếu như mình sử dụng một hai máy thì thoải mái vô tư, nhớ chung là những con iPad là vô tư hết. Với giá sẽ là 2.700.000, sẽ gồm có là bao da, sạc cáp và kèm theo đó một que lấy sim nha mọi người nha. Thì quý khách hàng ở xa mua hàng thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em, đó là 0971172105 nha. Bên em thì có sẽ lên tất tần tật rất là nhiều cái chương trình giới thiệu hàng hóa, thì quý khách hàng có thể là bấm vào ứng dụng YouTube mình gọi là Di động Thành Phú để xem là những video của em, hoặc có thể bấm vào nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo khi bên em lên video mới nhất nha. Dạ rồi, em xin phép được kết thúc video trưa hôm nay ở đây. Rất cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian xem video trưa nay của em nhé.